thôi chứ mà. Muối chi rồi? Muối chi rồi mà còn lâu mà. Còn lâu thì ăn không ạ? Giờ ăn đi. Dạ. Giờ ăn. Bạn trai nhỉ? Dạ. Không có cho nó hiền tập ai. Ăn xì ấy. Cái đáng xém rồi mà nhá. À nó mùi bây hồi còn không? À nó còn xèo không? Bẹt cho nó tròn. Đi đọc bây quà, nó đọc quà thế à? Khóc nghi cho